Thưa quý vị và các bạn, vòng loại giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc năm 2024 tại tỉnh Quảng Nam đã chính thức khởi tranh. Dù mới trải qua hai lượt đấu, nhưng đội U11 Việt Hùng Thanh Hóa đã tạo được những dấu ấn đậm nét với lối chơi tấn công cống hiến và hiệu quả để có được ưu thế lớn trong việc giành vé tham dự vòng chung kết toàn quốc. Vòng loại giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc năm 2024 thi đấu tại tỉnh Quảng Nam có 11 đội tham dự, được chia thành hai bảng. U11 Việt Hùng Thanh Hóa nằm ở bảng 2 với những đối thủ gồm Lâm Đồng, Việt Kim Liên Quảng Ngãi, Hoàng Anh Gia Lai, Thái Bình và Hưng Yên. Trong trận ra quân, U11 Việt Hùng Thanh Hóa đã có chiến thắng tưng bừng 15-1 trước U11 Lâm Đồng. Đây được xem là sự khởi đầu không thể tuyệt vời hơn với những cầu thủ nhí xứ Thành tại vòng loại bảng 2 năm 2024. Sau khi tạo cơn mưa gôn vào lưới U11 Lâm Đồng, U11 Việt Hùng Thanh Hóa tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình ở lượt trận thứ hai gặp U11 Việt Kim Liên Quảng Ngãi. Với đội hình gồm những cầu thủ từng hai lần liên tiếp giành ngôi Á quân giải U9 toàn quốc năm 2022 và 2023, U11 Việt Hùng Thanh Hóa tiếp tục có chiến thắng đậm với tỷ số 6-0 trước U11 Việt Kim Liên Quảng Ngãi. Như vậy, chỉ sau hai lượt đấu đầu tiên tại bảng 2, vòng loại giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc năm 2024, U11 Việt Hùng Thanh Hóa đang dẫn đầu với 2 trận toàn thắng, cùng hiệu số bàn thắng bại là 21-1. Được biết, đội U11 Việt Hùng Thanh Hóa được xây dựng dựa trên nền tảng 27 lớp năng khiếu ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh. Ban huấn luyện luôn xây dựng lối chơi dựa trên khả năng kiểm soát bóng, di chuyển, phối hợp theo tổ. Có thể nói, với sự quan tâm của lãnh đạo ngành văn hóa thể thao và du lịch, Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa, sự đầu tư về nhân sự khi ký hợp đồng với huấn luyện viên Trần Bảo Quân và đặc biệt là sự chuẩn bị tốt khi lên ngôi vô địch ở hai giải tập huấn tại Bắc Giang và Sầm Sơn, U11 Việt Hùng Thanh Hóa đã thể hiện lối chơi tự tin, rõ nét và có định hướng, qua đó sớm gặt hái được những thành quả ngọt ngào. Theo lịch, tại lượt trận thứ 3 bảng 2, U11 Việt Hùng Thanh Hóa sẽ gặp U11 Hoàng Anh Gia Lai vào ngày 14 tháng 6, so tài với U11 Thái Bình vào ngày 16 tháng 6 và đối đầu với U11 Hưng Yên ở lượt trận cuối cùng vào ngày 18 tháng 6. Sau khi thi đấu vòng tròn một lượt, bốn đội đứng đầu tại hai bảng ở khu vực Quảng Nam có điểm số cao nhất sẽ giành vé tham dự vòng chung kết U11 toàn quốc năm 2024 tại thành phố Bắc Ninh vào ngày 24 tháng 7 tới.